Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại Quyền Lai Vung, đến nhà vườn của em Sơn Phụng nha. Sẽ có một số hoa kiển tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Hôm nay hoa rực rỡ quý cô chú anh chị em. Rồi, chào Phụng. Dạ, chào Pháp Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem clip ạ. Hôm nay bên nhà vườn em về một số hoa trang ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Cuối clip có một số cây sam bonsai ha cô chú. Giao lưu với cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0779420059 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem ủng hộ em những cái clip vừa rồi ha. Em bên cây đầu tiên, cây mã số 0 ha cô chú anh chị. Một cây tím sen Vĩnh Châu, hoa thơm của anh chị. Hoa thơm, hàng trồng chậu nha. Cái cao cho mình là 76. Cái ngang là 56. Thoát thân cây này được 20 ha. Hoành chắc 56 rồi cô chú anh chị. Hoành này hoành nhỏ ha. Dạ, cây số 0 này đầu là đầu em cây đầu tiên nha luôn cho cô chú anh chị là 150 nha. 150k bao phí ship nha, cây số 0. Cây số 1. Tiếp tục là tím sen Vĩnh Châu anh chị. Tím sen Vĩnh Châu luôn ha. Đang full bức ha cô chú anh chị ơi. Hàng này hàng bên em trồng chậu ha nên là cái chậu nó hơi mục nên bên em niền dây cho cứng ha. Chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang là 70 ha. Thoát thân cây này được 40 nha. Hoành là hoành 7 ha. Dạ rồi, mã số 1 này em xin giao lưu là 250k. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cứng nụ anh chị em. Là một cây vàng sọc Bến Tre. Vàng sọc Bến Tre. Thân hơi lắc lắc xíu ha cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m14 ha. Tán ngang là 70. Thoát thân cây này được 65 ha. Hoành là hoành 9 ạ. Dạ, mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 250 luôn ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 3 là một cây tàu đổi màu anh chị em. Tàu đổi màu. Cái này trên mình có hai màu ha. Màu vàng với màu đỏ. Cây cao cho mình là 70. Tán ngang là 70. Thoát thân cây này được 20 ha. Hoành em đo được là hoành 10 ha. Dạ, mã số 3 này em xin giao lưu là 250k ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nó có một nhánh đột biến lên màu đỏ anh chị em. Nhánh riêng nha. Nhánh riêng ha cô chú anh chị. 250 nha, mã số 3. Bảo phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số 4 rồi xong. Là một cây mỹ vàng nghệ quý anh chị. Cây mỹ vàng nghệ hả cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 98 ha. Tán ngang của cây này là 1m ha. Thoát thân cây này được 37. Hoành là hoành 10 hả cô chú anh chị. Dạ. Mã số 4 em cũng xin giao luôn là 250k luôn ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 5. Cây thân bằng đất nên rất là nặng quý anh chị em. Rất là nặng luôn cô chú anh chị. Là một cây mỹ tím. Mỹ tím. Cây cao cho mình là 83. Tán ngang là 74. Thoát thân cây này là 35 ha. Hoành là hoành 8 ha. Dạ. Mã số 5 này cũng xin giao luôn là 250 luôn ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị ha. Cây này là mỹ tím ha cô chú anh chị. Số 6 là một cây cam Đài Loan. Cam Đài Loan ha cô chú anh chị. Một cốt full bông rực rỡ quý anh chị. Full bông luôn. Cây cao cho mình là 1m24. Tán ngang là 89. Thoát thân cây này được 58 ha. Hoành em đo được là hoành 9 ha. Dạ. Mã số 6 này em cũng xin giao lưu là 250k luôn. Bảo phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Số 7 là một cây hường sọc của anh chị. Hường sọc dịnh nha. Cây cao cho mình là 1m25. Tán ngang của cây này là 82. Thoát thân cây này được 64 ha. Chân dài ha cô chú anh chị. Hoành là hoành 10 ha. Dạ. Mã số 7 này em cũng xin giao lưu là 250k luôn. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số 8 là một cây mỹ vàng nghệ. Mỹ vàng nghệ luôn ha cô chú anh chị. Rực rỡ bông của anh chị em. Cây cao cho mình là 1m02. Tán ngang là 92. Thoát thân cây này được 39 ha. Hoành là hoành 11 ha. Và mã số 8 này em cũng xin giao luôn là 250k luôn.
bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Quá xa không mà. Ê, số 9 là một cây tím sen Vĩnh Châu luôn ha. Kẹo nụ chân của anh chị em. Cây cao cho mình là 77, cái ngang là 67. Khó khăn cây này được 26 ha. Cây này thì cũng bằng ngón tay em ha, chắc cũng bằng 6 rồi cô chú anh chị. Và mã số 9 em cũng xin giao lưu là 200 ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Vòm đèn rất là đẹp nha. Số 10. Một cây tàu 3 màu anh chị em. Tàu 3 màu. Đỏ có, hường có, vàng có ha. Cây cao cho mình là 78. Cái ngang là 85. Màu rất là nét của anh chị em. Khó khăn cây này được 33 ha. Hoành là hoành chính luôn. Và mã số 10 này em xin giao lưu là 250k. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Quá trời bông mực cô chú anh chị. 11. Cây này là tàu hường ha, chân dài. Cây cao cho mình là 95. Cái ngang là 53. Khó khăn cây này được 60 ha. Hoành là hoành 6 à. Dạ rồi, mã 11 này em cũng xin giao lưu là 200k ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 12. Một cây thái đỏ, đỏ lá nhỏ truyền thống của anh chị. Đang bông ha, hàng thuần ha cô chú anh chị ơi. Cây cao cho mình là 85. Tán ngang là 55. Khó khăn cây này được 20 ha. Nè em đo ngay vị trí trên này đi. Là 14 ha, dưới đây nó còn nở cũ ha cô chú anh chị ơi. Dạ mã 12 này cũng xin giao lưu là 200 ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Bông thái đỏ rất là sáng ha cô chú anh chị. Tím sen, 13 là tím sen ha. Cây cao cho mình là 72. Tán ngang là 55. Hoành em đo được là hoành 10 ha. 13 này em xin giao lưu là 200k luôn. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 14 là tím sen luôn ạ. 13, 14 mình được một cặp ha. Cây cao cho mình là 75. Tán ngang là 52. Khó khăn là 20 ạ. Hoành là hoành chính ha. Dạ 14 này em cũng xin giao lưu là 200 luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 15 là một cây hồng tím thơm của anh chị em. Hồng tím thơm. Nó có cái bông đâu mất tiêu rồi. Đây có cái bông này ha, còn như là bức ha cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 96. Tán ngang là 74. Khó khăn được 36 nha. Hoành là hoành 8 ạ. Dạ. Mã 15 này em cũng xin giao lưu là 200k ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Full búp luôn nha. Đang cây rất là mượt của anh chị em. 16 là một cây tàu hường. Cây cao cho mình là 1m03. Tán ngang là 67. Chân dài. Khó khăn cây này được 62 ha. Hoành là hoành 8 ha. Dạ 16 này cũng xin giao lưu là 200 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 17 là một cây tàu đỏ. Tàu đỏ. Cây cao cho mình là 75. Tán ngang là 64. Khó khăn cây này được 35 ha. Hoành là hoành 8 ạ. À. Dạ 17 này em cũng xin giao lưu là 200k luôn. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 18 cũng là tàu đỏ luôn ha. Ok này là. Cây cao cho mình là 99. Tán ngang là 63. Khó khăn cây này được 53 ạ. À. Hoành là hoành 8 ha. Dạ 18 này cũng xin giao lưu là 200 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. 19 là một cây tàu hai màu. Tàu hai màu. Vàng và hường quýnh chàng. Dòng này nó hay đổi màu. Cây cao cho mình là 85. Tán ngang là 55. Khó khăn cây này là 54 ha. Hoành em đã được là hoành 7. Dạ 19 em cũng xin giao lưu là 200 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 20 là một cây tàu vàng. Cây cao cho mình là 95. Tán ngang là 60. Khó khăn cây này được 52 ha. Hoành em đo được là hoành 6. Dạ 20 này em cũng xin giao lưu là 200 luôn ha. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Vàng rực rỡ anh chị em. 21 là một cây ghép 5 màu nhưng mà giờ này hiện tại nó đang có vàng hường. Vàng hường. À, đỏ lá trung. Đỏ lá trung.
Mỹ cam. Mỹ cam. Mỹ cam này quýnh cho em. Hiện tại thì cây này được 3 màu ha. Ghép 5 màu mà trước mắt mình thấy 3 màu ha cô chú anh chị ơi. Cái cao cho mình là 89. Cái ngang là 67. Khó khăn là 37 ha. Quỳnh em đo được vị trí này là 12 ha. Dạ 21 thì cũng xin giao luôn là 300 ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 22 là một cây Mỹ vàng cam. Ủa gì? Một cây Mỹ cam. Cây cao cho mình là 1m28. Tán ngang cây này là 97. Khó khăn cây này được 43. Em nói lộn thôi mà. Gốc nở quý anh chị em. Gốc nở nha. Hoành là 14 hoành. Dưới này nó còn nguyên một cái nở cũ đế ha. Dạ 22 này cũng xin giao lưu là 300k ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Như cái mặt bàn và kẹo búp hết trơn quý anh chị em. Cũng là Mỹ cam ha. Hàng thần nha cô chú anh chị. Hàng 23. Dạ 23. Cây cao cho mình hết thước em là 1m50 nha. Tán ngang của cây này là 1m20. Khó khăn cây này được 57 nha. Nguyên cái cục thịt nạc. Hoành em đo được là hoành 13 ha. Nguyên cục thịt nạc này em đo được là 40 ha. Dạ mã 23 này cũng xin giao lưu là 300k luôn. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 24. Vẫn là Mỹ cam quý anh chị em. Phơm tàn cô chú nhìn giùm em cái phơm tàn ha. Tròn quay luôn. Cây này đang xe nụ à. Một cốt khó khăn thấp của chú anh chị. Cây này cao cho mình là 1m45. Tán ngang là 1m06. Cây này hấp thân có 10 cm này cho chú anh chị, nó có 1 khúc à. Hoành là hoành 14 luôn ha. Dạ. Mã 24 này em cũng xin giao luôn là 300k luôn. Bao phí ship về tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Đây rồi. 25. Quá xa bông rồi cô chú anh chị ơi. Ra dịnh chứ. Mình em sẽ làm gì được với nó. Cái tàn nó rất là nặng luôn chị. Cái tàn nó giò nặng, nó nghiêng xuống hết rồi. Cây cao cho mình là 1m35 ha. Tán ngang cây này là 97. Này Mỹ cam cuốn đỏ hoa rất đậm quý anh chị. Khó khăn cây này được 65 ha. Hoành là hoành 12 ha. Dạ 25 này cũng xin giao luôn là 300 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 26 là một cây Mỹ hồng của chú anh chị. À, nặng. Cây thì thuần bằng đất thì nó rất là nặng quý anh chị em. Nhưng mà cái độ tuổi thọ thì nó rất là bền nha. Mình trồng bằng đất. Cái cao cho mình là 1m02 ha. Tán ngang là 80. Khó khăn cây này được 46. Hoành em đo được vị trí này là 12 ha. Dạ 26 này cũng xin giao lưu là 250 luôn. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 27 cũng là Mỹ hồng luôn ha cô chú anh chị. Ấy da, gửi ra trắng đít luôn nè. Cây cao cho mình là 1m40 nha. Tán ngang của cây này là 1m05. Khó hơn cây này được 58 nha. Hoành là hoành 14 hả cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã 27 này cũng xin giao luôn là 300 luôn ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 28 cũng là Mỹ cam luôn nha. Hàng này thường trong chậu. Ây da. Phơm quá tàn. Xá cái phơm tàn tròn quý anh chị em. Chậu rất là nặng hả cô chú anh chị ơi. Cây cao cho mình là 1m27. Tán ngang của cây này là 1m06. Khó khăn cây này được 40. Hoành là hoành 10 ha. Dạ mã 28 này cũng xin giao lưu là 300 luôn. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 29. Vẫn là Mỹ cam luôn. Phơm tàn rất là đẹp ha. Hàng thần trong cái chậu rất là to ha cô chú anh chị ơi. Cây cao cho mình là 1m31. Tán ngang cây này là 1m07.
thoát thân cây này được 53 ha. Nguyên một nồi đế của anh chị. Nguyên một cái nồi đế luôn. Dạ hoành là 12 hoành ha. Để em hạo thử cái nồi đế này nó cũng khoảng 40 ha, 35-40. Nguyên một cái nồi đế đặc ha. Dạ, 29 em cũng xin giao luôn là 300 luôn ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình. Ơi. 30. Cũng là Mỹ cam luôn ha cô chú anh chị. Ở nó nặng lắm nha. Cây trồng bằng đất nên lá nó xanh mướt của anh chị em. Trồng mà cứng chậu luôn đó cô chú anh chị. Cây cao cho mình là 1m32. Tán ngang là 1m ạ. Đàn sổ cứng búp rồi. Tán ngang là 1m1 chứ. Hót hăng cây này được 56. Hoành là hoành 14 nha. Nguyên cái cục đế này là 40 ha. Dạ 30 này cũng xin giao luôn là 300 luôn ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 31 là một cây. Một cây vàng sọc của anh chị em. Cái này thì thân nó giống kiểu như nhà vườn họ trồng họ cho uống đó, cô chú anh chị. Nên cái thân nó lắc ha. Cây cao cho mình là 1m2 ạ. Tán ngang cây này là 94. Hót hăng cây này là 71. Hoành là hoành 10 ha. Dạ 31 em cũng xin giao luôn là 250 luôn ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 32 là một cây thái vàng. Thái vàng lá nhỏ ha cô chú anh chị. Trời ơi kiến lửa. Cây cao cho mình là 1m03. Hót hăng cây này được, tán ngang cây này được 74. Hót hăng cây này được 50 ạ. Hoành là hoành 15 ha. Dạ 32 này em cũng xin giao luôn là 250 ạ. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Kiến lửa. 33 là một cây hoàng kim đỏ. Hoàng kim đỏ hàng thần ha cô chú anh chị ơi. Cây cao cho mình là 1m07. Tán ngang là 89. Dòng này cánh hoa nó rất là đẹp đúng không chị em. Hót hăng cây này được 50 ha. Cánh bầu to. Hoành là hoành 11 ạ. Dạ 33 này em cũng xin giao luôn là 250 luôn ha. Phơm tạng rất là tròn ha. 250 bao ship đây này luôn. 34 là một cây hồng phấn lá sắn nha cô chú anh chị. Cây sạch đẹp không chị em? Cây sạch đẹp nha. Cây cao cho mình là 85. Tán ngang là 70. Hót hăng cây này được 30 nha. Cốt rất là năng ha. Dạ cây này cốt rất là lực ha. Hoành 17 hoành ha cô chú anh chị ơi. Dạ 34 em cũng xin giao luôn là 300k ha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Hồng phấn lá sắn ha. Cái bông rất là đẹp ha. 34 toàn tròn như trái banh. 35 thái đỏ thăng lắc. Đang phun hoa cho mình ha cô chú anh chị ơi. Cây cao cho mình là 56. Tán ngang là 62. Phong tàn tròn như trái banh luôn ha. Cây này có củ đế nha. Củ đế nó nằm sâu ở dưới á. Giờ mình chôn sâu dạ, thần do chậu em chôn sâu thần chậu đó. Đây nè, củ đế nè ha cô chú anh chị. Nằm nó trải luôn à. Nằm trải ra nha. Cây này bao với cô chú anh chị mình là hàng có củ đế nha. Hoành là hoành 10 ha. Đường thân co lắc rất là đẹp luôn ha. Dạ 35 này hàng cũng xin giao luôn là 350k nha. Bao phí ship thì tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Phong tàn nè cô chú anh chị. 350k. 36 35 36 mình được một cặp nè. Thần sắn ốc à. Dạ. Cây cao cho mình là 60. Tán ngang là 62. Hàng này là có củ hết nha. Đây cô chú anh chị mình, tại vì em thần nên là em chôn nó hơi sâu ha. Hoành là hoành 10 luôn ha. Dạ 36 này cũng xin giao luôn là 350 luôn ha. Bao phí ship về tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tàn siêu mình à. Tàn siêu mình luôn. 37 là một cây hồng phấn lá trung. Hồng phấn siêu bông lá trung của anh chị em. Đây. À, cái độ siêu bông của anh chị em mình thấy nè. Nó nặng lắm, bông nó nhiều á. Nó nặng nó đứng không được luôn á. Cây cao cho mình là 87 nha. Tán ngang là 64. Hót hăng cây này được 40 nha. Hoành là hoành 8. Dạ 37 em cũng xin giao luôn là 200 luôn ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. 38 là một cây hồng tím thơm. Hồng tím thơm. Cây cao cho em là 94 ha. Tán ngang là 64.
khó khăn cây này được 49 ạ. Dạ. Quỳnh là Quỳnh 8 ha. Dạ 38 này cũng xin giao lưu là 200k luôn, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. 39 là một cây linh sam đa ưu điểm ha cô chú anh chị. Dòng này là linh sam đa ưu điểm nha. Bông nó sẽ đẹp hơn dòng linh sam sông Hinh. Cây cao cho mình là 64 ha. Tán ngang cây này là 56. Cây này thành phẩm này ha cô chú anh chị ơi. Luôn chậu ha, rút chậu vô. 28 hoành. Chi cành rất là lực nha, cây này thành phẩm chi cành rất là lực. Dạ, 39 này đi luôn chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Giao lưu cô chú anh chị mình là 2,4 triệu, bao phí ship, luôn chậu ha cô chú anh chị ơi. Linh sam đa ưu điểm. Vô chậu dĩa quý anh chị em, và đặc biệt cái đế nè, nó trải tứ diện ha. Cây rất là đẹp cây ha. Bonsai thành phẩm anh chị em. Dạ, chậu là chậu xanh nha cô chú anh chị ơi. Cây này thành phẩm rồi ha, về là cứ lên vậy là chơi ha. Tháo dây là cũng không bị trải giọng ha cô chú anh chị ơi. 40 là một cây linh sam sông Hinh nha. 40 là sông Hinh ha cô chú anh chị. Còn đây mà. Cái bông sông Hinh nó sẽ khác với cái bông đao điểm ha. Sông Hinh nó màu tím hơn, đao điểm hồi nãy nó sẽ pha hồng ha. Bên em lật lá, dây này là vô dây lần thứ ba ha cô chú anh chị. Về là chỉ cần thấy nó dây nó ép cây là tháo ra được rồi ha. Cây cao cho mình là 9. Ủa, phải lộn hước. Cây cao cho mình là 54. Tán ngang là 52. 32 hoành ha cô chú anh chị, chi cành rất là lực ha. 340 này là cây linh sam sông Hinh nha. Cây đang giao lưu cho mình là 2,4 triệu ha, đi luôn chậu ha cô chú anh chị ơi. Tay cành rất lực nha, 2,4 triệu đi luôn chậu ha cô chú anh chị ơi. Linh sam sông Hinh ha, 40 linh sam sông Hinh. Bao phí ship nha, bên em là bao phí ship cho cô chú anh chị mình hết rồi nha. 41 là cây mai chiếu thủy kim giòn. Đang chấm búp cho mình ha cô chú anh chị. Bông này nó thuộc dạng là bông chùm nha. Bông này nó sẽ là bông chùm nó thơm nha. Cây cao cho mình là 35. Tán ngang là 40 ạ. Cây này đang sổ búp của anh chị em. Dạ. Tổng hoành em đo được là 29 ha. Nó còn nguyên cái bệ đế dưới này nữa ha cô chú anh chị. Đặc biệt cái thân thủ nó bỏ thế rất là đẹp của anh chị em. Đây, cái bệt đế đây ha, nó nghiêng theo rất là đẹp luôn. Dạ đây. Cây 41 này cũng xin giao lưu cô chú anh chị mình là 600k ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình ha. 600 ha cô chú anh chị ơi. 42 linh sam hạt gạo 245 mâm. Ngũ phúc của anh chị em. Cây này 5 mâm ha. Đang sổ búp cho mình ha. Cây này đang sổ búp cho mình nữa cô chú anh chị ơi. Làm cái mâm nó rất là tròn. Cái mâm tròn xe luôn. Đều mâm luôn á. Cây cao cho mình là 33 ha. Tán ngang là 55. Hoành là hoành 11 ha, 11 hoành. Nguyên một cái nồi đế này là 48. Đây cô chú anh chị thấy nồi đế không? Nguyên một cái nồi đế đặc. Do cây này đang nuôi nên cho cái chậu này về quý anh chị em mình lên cái chậu kiểu ha. Dạ, giao lên chậu kiểu ha cô chú anh chị ơi. Dạ 42 này em cũng xin giao lưu là 900k ha. Bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Mâm nào ra mâm nấy ha, tròn xe ha cô chú anh chị, rất là chim đẹp luôn. Chim mâm cổ quý anh chị em. Cái đó số mấy ở qua nè? 43. 43 là cây điệp lào bonsai. Đang bông ha cô chú anh chị ơi. Cây này đang bông ha, còn rất là nhiều búp bên đây nữa nha. Đang bông đang búp ha, rất là nhiều ha. Cây cao cho mình là em đo tới đây thôi nha, là 42 ha. Cái tán từ đây qua đây là 55. Hoành là hoành 8 ha. Đi là đi luôn chậu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ 43 này em xin giao lưu là 700k, bao phí ship và tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Điệp lào bonsai ha cô chú anh chị, bông rất là đẹp ha. Dạ rồi, cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ em ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Song Phụng nha.